Cách sử dụng két sắt vân tay. Khi các bạn mới mua két sắt về, đầu tiên để sử dụng được chiếc két sắt này thì các bạn phải lắp pin vào trước. Đầu tiên các bạn cắm chìa khóa vào đây, sau đó chúng ta quay chìa khóa sang bên phía bên tay phải. Đồng thời các bạn sử dụng chìa khóa chính, sau đó các bạn xoay bên phía bên tay phải tiếp. Vậy là chúng ta sẽ mở được chiếc két sắt ra bằng cơ. Và sau khi mở được két sắt ra bằng cơ rồi thì các bạn bắt đầu lắp pin vào bên trong ở phía cánh sau cánh cửa két sắt. Thì pin của chiếc két sắt là pin pin 2 chữ A, chúng ta có thể mua ở các cửa hàng tạp hóa, ở đâu cũng bán hết, rất là thuận tiện và thông dụng. Sau khi các bạn lắp pin vào bên trong của chiếc két sắt xong thì để cài được vân tay thì các bạn ấn vào nút màu xanh ở phía sau cánh cửa đây. Thì tiếp đến các bạn ra ngoài màn hình, chúng ta đặt vân tay mà chúng ta muốn cài đặt vào. Chú ý khi đặt cài vân tay các bạn phải đặt giữ để màn hình hiện chữ OK, chúng ta mới được nhả tay ra. Vậy là chúng ta đã cài đặt được một vân tay thành công. Để cài đặt thêm vân tay nữa thì chúng ta chỉ việc ấn tiếp vào nút màu xanh này, sau đó các bạn đặt thêm vân tay số 2 mà mình muốn cài đặt vào, đặt giữ hiện chữ OK. Vậy là chúng ta đã cài đặt được hai vân tay thành công. Đây là những lưu ý khi mở két sắt ra. Bằng chú ý là đối với lại két sắt vân tay này thì chúng ta có thể cài đặt được 100 vân tay khác nhau trong quá trình sử dụng. Và hơn nữa, trong quá trình sử dụng các bạn đặc biệt hết sức chú ý là gì? Ở đây có một chiếc chìa khóa giải cứu. Thì chiếc chìa khóa giải cứu này chúng ta nên để chìa khóa giải cứu này ở bên ngoài, tránh trường hợp là nhiều khách hàng của bên mình cẩn thận quá thì khi mà sử dụng két sắt thì các bạn ấy để luôn cái chìa khóa này vào bên trong. Thì nhiều khi dẫn đến việc là lúc mà chúng ta cần giải quyết sự cố thì các bạn lại không thể mở được chiếc két sắt ra. Tiếp đến là ở đây khi sản phẩm đi kèm theo sản phẩm thì có thêm một chiếc hộp tiếp pin. Chiếc hộp tiếp pin này thì để sử dụng khi mà két của chúng ta đang dùng nếu như bị hết pin thì các bạn có thể mua uống viên pin, các bạn lắp vào bên trong chiếc hộp này, sau đó chúng ta cắm vào phần mặt có vân tay. Sau khi cắm vào đây xong thì coi như là pin lắp ở bên ngoài và vân tay hoạt động được như bình thường. Và sau đó chúng ta sẽ mở được chiếc két sắt ra. Và khi mở được két sắt ra rồi thì các bạn nên lấy pin từ bên trong chiếc hộp này, các bạn lắp vào bên trong ở phía sau cánh cửa thì chúng ta có thể sử dụng được chiếc két sắt như bình thường. Ngoài cái tính năng cài đặt vân tay thì két của chúng ta còn có khả năng xóa vân tay đi nữa. Thì để xóa được vân tay các bạn chỉ việc ấn giữ vào nút màu xanh này. Chú ý chúng ta ấn giữ tầm khoảng độ 5 giây. Sau khi ấn giữ khoảng 5 giây xong, màn hình ở bên ngoài phát ra một tiếng bíp lớn. Chúng ta đợi vân tay ở bên ngoài này ngắt đi. Sau khi mà ngắt đi xong thì chúng ta đã xóa hết được tất cả các vân tay đi rồi. Và đặc biệt lưu ý, khi mà xóa hết vân tay đi rồi thì các bạn nên cài vân tay vào luôn. Bởi vì khi mà xóa vân tay đi thì ngón nào cũng đều mở ra hết. Thì các bạn phải chú ý để chúng ta có thể cài được vân tay vào luôn. Trên đây mình vừa giới thiệu qua về cách sử dụng chiếc két sắt. Nếu có thông tin gì các bạn cần giải đáp, các bạn hãy comment xuống bên dưới hoặc các bạn có thể đăng ký kênh để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và xem video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.